chạy chơi mình chạy. Đây là chim chi la không phải chuột em ạ. Chồn không em ạ, hiền lắm, em vẫn thoải mái, lông cực kỳ mịn luôn, thử đi. Lông ngược nhỉ. Anh phải tắm gì không? Anh không, con này tắm cát thôi, không phải tắm bằng nước em ạ. Chứ anh nuôi chuột cũng phải nuôi chuột với thỏ tắm. Ừ, nuôi tắm cát.